Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với loạt video chia sẻ những mẫu nhà đẹp qua thiết kế 2D của công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Kiến Phú Mỹ. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu biệt thự thời thượng mang phong cách châu Âu được xây dựng trên mảnh đất rộng rãi tại Nam Định. Mẫu biệt thự mang phong cách châu Âu này được chúng tôi thiết kế cho ông Kiên có địa chỉ tại Nam Định với diện tích sàn là 210m², có tổng mức đầu tư là 2,5 tỷ đồng và được hoàn thành vào năm 2020. Và ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng qua vẻ đẹp ngoại thất của căn biệt thự để thấy vì sao chúng tôi gọi đây là nơi đáng sống nhé. Với vẻ đẹp hoàn mỹ, được trau chuốt từng chi tiết và tỷ lệ đảm bảo đúng chuẩn xây dựng, biệt thự 2 tầng châu Âu mái Thái này là một điểm nhấn nghệ thuật đầy quyến rũ, quý phái. Ngoại thất sang trọng tinh tế kết hợp với công năng khoa học và bố trí sân vườn không gian xanh chuẩn phong thủy chắc chắn, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống gia chủ và các thành viên trong gia đình. Chúng tôi lựa chọn gam trắng tinh tế, hiện đại, phối mái Thái than đen nổi bật sang trọng, kết hợp với hệ cửa sổ rộng tối ưu khắp các mặt công trình, kiểu dáng uốn vòng hoài cổ hoặc tạo khuôn lạ mắt, độc đáo với vật liệu kính cường lực chắc chắn, khung gỗ sơn đen chia vạch rõ ràng, tinh tế đảm bảo chất lượng. Lan can sắt uốn mềm mại gan đen huyền bí kết hợp với một vài nhấn nhá hoa văn, vào chỉ tinh tế. Tất cả tạo nên một chỉnh thể màu sắc tỷ lệ ăn nhập hài hòa bắt mắt. Với tỷ lệ cân xứng đăng đối nhẹ nhàng theo kiến trúc châu Âu, kết hợp với việc bố trí không gian cửa lấy sáng một cách hợp lý, hài hòa, phù hợp với thời tiết và nhu cầu của gia đình, biệt thự mãn nhãn không tì vết đảm bảo chinh phục bất cứ khách hàng khó tính nào. Những khối mảng giật thò thụt rõ ràng, dứt khoát, tạo ấn tượng mạnh mẽ, không nhàm chán đơn điệu, kết hợp với hệ cửa sổ, cửa lấy sáng và cửa giả nhiều khuôn hình phân bố rải rác trên mặt đứng một cách linh hoạt, đã ghi thêm những điểm cộng đắt giá cho công trình ngoại thất tại view chính diện này. Tọa lạc tại vị trí góc đường trên mảnh đất quê rộng, biệt thự được thiết kế sở hữu hai mặt tiền sáng giá, kiến trúc tân cổ điển, kết hợp vật liệu hiện đại thông minh, giúp ngôi nhà phô diễn được vẻ đẹp hoàn hảo một cách trọn vẹn thu hút mọi ánh nhìn của người qua đường. Hệ mái Thái được lập kỳ kèo chắc chắn, đổ bê tông, dán ngói tạo dáng kiểu chữ A xòe giúp thoát nước nhanh, đồng thời tạo lớp không khí đệm dày ngăn bức xạ nhiệt từ mái xuống không gian sống bên dưới. Mặt tiền là một trong những yếu tố quan trọng giúp thu hút ánh mắt người nhìn. Mặt tiền được ví như bộ mặt của một ngôi nhà, các nét đẹp tinh hoa được thể hiện chủ yếu ở phần mặt tiền. Với lợi thế mặt tiền rộng 15 mét trải rộng, đủ để kiến trúc sư thể hiện tài năng của mình trang trí cho mặt tiền thêm phần nổi bật. Với diện tích khá rộng, ngôi biệt thự được quy hoạch một cách khoa học, hợp lý từ không gian vị trí xây dựng phong thủy đến không gian chòi nghỉ, bàn cà phê nhỏ xinh, không gian gara ô tô góc đất và một phần đất quy hoạch hồ cá koi, đài phun nước sinh khí, may mắn. Không gian đất còn lại được quy hoạch sân vườn, không gian xanh một cách linh hoạt, tinh tế. Kết hợp giữa nhà, hiên, các góc view, cây cối để tạo sự liên kết, sự nối tiếp, tránh sự khô cứng và mở ra một không gian sống đẳng cấp, sang trọng bậc nhất. Trong thiết kế lối đi chúng tôi sử dụng cỏ, đá phiến, bê tông kết hợp cây ven đường. Sự kết hợp đó vừa tạo cảm giác nhẹ nhàng, vừa tiện lợi cho gia chủ sử dụng, lại mang đến khí chất sang trọng cho ngôi nhà. Đồng thời ánh sáng được phân luồng với những trụ ngắn đều đặn khắp hành lang lối đi mang lại vẻ đẹp viên mãn cho không gian sân vườn lung linh về đêm. Các không gian sử dụng như nhà chính, chòi nghỉ, chỗ ăn ngoài trời, bàn trà được bố cục và sắp xếp một cách hợp lý, linh hoạt, tạo một không gian riêng, yên tĩnh để thư giãn theo nhịp của từng vùng phân bổ. Biệt thự được tính toán thắp sáng quanh ngôi nhà một cách hợp lý và hài hòa nhất, cung cấp cả chức năng trang trí và tính hữu dụng, tăng cường giao diện của sân trong khi nâng cao và bảo đảm an toàn cho chủ nhà và khách của gia đình. Để tránh những tai nạn xảy ra ngoài vườn, chúng tôi đã đặt thêm những bóng đèn vào những chỗ không đủ sáng, vừa tăng thêm tính thẩm mỹ cho khu vườn, vừa bảo vệ ngôi nhà vào buổi tối. Biệt thự nhà vườn là loại hình kiến trúc được nhiều người yêu thích vì không gian rộng rãi, trong lành và mát mẻ. Đây là dạng biệt thự khá phổ biến hiện nay ở cả ngoại thành và nội thành của các thành phố lớn. Với nhiều ưu điểm, biệt thự nhà vườn đã trở thành mơ ước của đông đảo người dân, nhưng việc sở hữu một căn biệt thự kiểu này thì tất nhiên không phải ai cũng có thể thực hiện được. Nếu bạn có mong muốn xây dựng ngôi nhà vườn mang nét cá tính riêng, trên mảnh đất và phong thủy riêng của gia đình, hãy liên hệ ngay với chúng tôi, Kiến Phú Mỹ cam kết làm việc tận tâm, đặt trách nhiệm và sự uy tín lên hàng đầu. Sự hài lòng của quý khách chính là niềm vinh dự và tự hào đối với chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, bấm đăng ký để luôn được theo dõi và cập nhật những xu hướng kiến trúc mới nhất nhé.